Kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tờ Bóng Đá. Kính thưa quý vị, trong cái buổi sáng ngày hôm nay thì chúng ta đã đều biết đó là việc Wout Pauwels đã chính thức chốt danh sách 20 cầu thủ sẽ tham dự SEA Games 31 để tranh tài, để đặt mục tiêu là bảo vệ được tấm huy chương vàng SEA Games mà chúng ta đã giành được vào năm 2019 vừa qua. Và có một thông tin khá là buồn trong ngay cái thời điểm sau khi mà thầy Park công bố, đó là việc Tiến Linh, tiền đạo chủ lực của đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay đang phải chạy đua với thời gian để mong có thể kịp có mặt trong trận đấu ra quân gặp đội tuyển U23 Indonesia vào ngày 6 tháng 5 tới đây. Thế nhưng khả năng là cầu thủ này sẽ không ra sân, bởi như được biết thì vào hôm buổi đá tập vào hôm ngày 3 tháng 5 vừa qua trên sân Vụ Việt Trì thì Tiến Linh đã bị căng cơ và đã phải chùm đá. Anh đã được các bác sĩ mà chăm sóc sau trận đấu vì đã bị đau sau một pha tranh chấp khi mà đá đối kháng. Khả năng bình phục của trung phong sinh năm 1997 hiện nay còn đang phải bỏ ngỏ, và hiện nay thì đội tuyển U23 Việt Nam chỉ còn có đúng 2 ngày nữa thôi để chúng ta chuẩn bị cho trận đấu gặp thầy chó Manchester United. Và nhiệm vụ ghi bàn của đội U23 Việt Nam hiện nay chắc chắn là sẽ vẫn đang nằm trên đôi chân của Tiến Linh. Thực tế với Tiến Linh thì hiện nay phong độ của cầu thủ này cũng đang là khá ổn, khi mà mới đây thì Tiến Linh cũng đã ghi bàn trong trận đá tập tại Hà Nội cách đây có vài ngày. Và thầy Park và các cộng sự của mình cũng đang mong muốn là rằng là tính toán được cái điểm rơi phong độ cho chân sút số 1 của đội tuyển U23 Việt Nam. Và chấn thương của Tiến Linh là điều không thể đoán được từ trước. Hiện nay thì hàng công của đội tuyển U23 Việt Nam còn có những tiền đạo như là Nguyễn Văn Tùng của câu lạc bộ Hà Nội, Hồ Thanh Minh của Huế, Nhâm Mạnh Dũng của Viettel. Đương nhiên thì cả ba cầu thủ này vẫn chưa thể so sánh được với tiền đạo chủ lực Tiến Linh về mặt kinh nghiệm và thành tích. Thế nhưng có thể với sự vắng mặt của Tiến Linh thì đây sẽ là cơ hội dành cho những cầu thủ trẻ của đội tuyển U23 Việt Nam có những cơ hội để thể hiện mình. Như được biết thì Tiến Linh là một trong 3 cầu thủ trên 23 tuổi mà đã được Wout Pauwels chọn cho kỳ SEA Games 31. Bên cạnh đó là có Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Hoàng Đức, cầu thủ 25 tuổi từng cùng đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 30 và đã đạt được tấm huy chương vàng tại Philippines vào năm 2019 vừa qua. Và liên quan đến thông tin này thì chúng tôi thấy có rất nhiều những bình luận tới từ các cổ động viên. Cũng có một số chia sẻ rằng là hiện nay nếu Tiến Linh đang gặp vấn đề về mặt sức khỏe thì thầy Park hãy lựa chọn những cầu thủ khác trên 23 tuổi như là Phạm Tuấn Hải, và đặc biệt một cầu thủ được nhắc đến nhiều nhất trong thời gian vừa qua và ngay sau khi có danh sách tập trung cũng như là đăng ký chính thức của những cầu thủ U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 thì Văn Toàn là cầu thủ được nhắc đến rất nhiều. Vừa qua thì Phan Toàn đang đạt phong độ cực cao khi mà đã liên tiếp có những bàn thắng cũng như là có những màn trình diễn có thể nói rằng quá tuyệt vời trước các đối thủ rất mạnh đến từ những đại diện tới từ những Hàn Quốc, Nhật Bản hay là Australia. Và việc các cổ động viên Việt Nam hiện nay đang mong muốn là Phan Toàn sẽ có tên trong cái danh sách của đội tuyển U23 Việt Nam tham dự SEA Games 31 trong trường hợp là Tiến Linh hiện nay đang gặp chấn thương là khá là nhiều. Thế nhưng có một điều thực tế là hiện nay thì thời gian cũng chỉ còn có 2 ngày thôi, và Tiến Linh thì cũng chưa rõ ràng là có phải là bị chấn thương hẳn và không thể kịp bình phục chấn thương được hay không. Vì vậy mà với việc là thầy Park vẫn đang rất tin tưởng vào Tiến Linh thì cơ hội dành cho những cầu thủ khác đặc biệt đó là Văn Toàn, cầu thủ trên 23 tuổi thì cũng rất là khó khăn. Vì vậy mà cơ hội dành cho Văn Toàn để có cơ hội tham dự SEA Games 31 gần như là không thể. Và cũng trong ngày hôm nay thì đội tuyển U23 Thái Lan, một số những cầu thủ cùng với ông Malo Pukin cũng đã đến Việt Nam. Và ông Malo Pukin có thừa nhận rằng hiện nay ông ấy đang cảm thấy mất ngủ trước khi mà U23 Thái Lan tới Việt Nam để tham dự SEA Games 31. Ông Pukin cho biết rằng là một số những nỗi lo của ông đang hiện hiện khi mà U23 Thái Lan không có sự chuẩn bị tốt nhất cho SEA Games 31. Chuẩn bị cho lượt trận của bảng B thì U23 Thái Lan vào buổi sáng ngày hôm nay, ngày 4 tháng 5, đã đặt chân đến sân bay quốc tế Nội Bài. Thành phần của đội bao gồm có ông Pukin và 16 cầu thủ. Số còn lại sẽ cùng với trưởng đoàn Bà Lam San sang Việt Nam vào ngày mai sau khi kết thúc cái nhiệm vụ của mình với câu lạc bộ chủ quản. Trước thềm SEA Games 31 thì hiện nay như được biết Thái Lan đã khá là bất ngờ khi mà lại bổ nhiệm ông Pukin để dẫn dắt đội tuyển U23 Thái Lan, đồng thời đang bổ sung rất nhiều những cái cầu thủ tốt nhất để hoàn thành cái mục tiêu đó là cạnh tranh được tấm huy chương vàng. Dù vậy thì quá trình chuẩn bị của U23 Thái Lan lại không được như mong đợi do một số những cầu thủ của đội bóng không đồng ý nhả quân. Và tờ CBS Sports hôm nay cũng đã dẫn lời ông Pukin cho biết rằng là hiện nay thì Thái Lan đang không có được sự chuẩn bị tốt nhất. Ông Pukin có chia sẻ rằng SEA Games rất khó khăn nhưng chúng tôi lại không có sự chuẩn bị tốt nhất. Tất nhiên là U23 Thái Lan sẽ nỗ lực hết sức nhưng chúng tôi muốn đội có sự chuẩn bị tốt hơn. Đội sẽ phải cố gắng cho trận đầu tiên. Tôi đã có 2 đêm không ngủ. U23 Thái Lan có một số những vấn đề cần phải xử lý. Và từng dẫn dắt câu lạc bộ bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh
thì hiện nay ông này cũng khẳng định rằng là không lạ gì các sân cỏ tại Việt Nam cả, trong đó có cả sân Thiên Trường. Và theo ông Poking thì ông cũng đã được báo cáo về mặt sân đã được làm mới, thế nhưng U23 Thái Lan sẽ phải chuẩn bị cho các khả năng có thể xảy ra. Nhà cầm quân người Brazil cũng cho biết là đã tham khảo huấn luyện viên Ketsak về một số các vấn đề, và theo ông Poking thì ông đã được trưởng đoàn Bà Lam San yêu cầu là phải đưa đội tuyển U23 Thái Lan đoạt được tấm huy chương vàng SEA Games 31. Và ông này có cho biết thêm rằng giải đấu rất quan trọng với chúng tôi. Bà Lam Pang đã nói với chúng tôi rằng là hãy chiến thắng để có thể đoạt được tấm huy chương vàng. U23 Thái Lan sẽ cần sự ủng hộ của người hâm mộ để tiếp thêm sức mạnh để chiến đấu. Thế nhưng bên cạnh đó, ông này vẫn còn đang khá rụt rè. Hiện nay thì U23 Thái Lan mặc dù được bổ sung lực lượng mạnh nhất, nhưng ông cho rằng là việc tập trung chưa đủ quân khiến cho đội tuyển U23 Thái Lan sẽ gặp những khó khăn. Và đặc biệt trong trận đấu sắp tới đầu tiên gặp đội tuyển U23 Malaysia, hiện nay đội bóng này cũng đang cực kỳ tự tin. Thế nhưng với việc là cũng đã từng giúp đội tuyển Thái Lan đánh bại đội tuyển Việt Nam 4-0 tại Kiếm U20 vừa qua, cho nên đội này cũng đang mong muốn rằng sẽ tiếp tục làm được điều tương tự khi mà giúp cho đội tuyển U23 Thái Lan đoạt được tấm huy chương vàng SEA Games 31 sau một giai đoạn sa sút trong khoảng 3-4 năm vừa qua. Và đó những thông tin lực lượng liên quan đến những đội thủ của chúng ta cũng như là đội tuyển U23 Việt Nam tại SEA Games 31 này. Với đội tuyển Thái Lan hiện nay, họ thực sự là một đối thủ rất đáng ngờ. Bởi dù sao đi chăng nữa thì hiện nay với ông Poking, một người cũng đã có rất nhiều kinh nghiệm đối đầu với những đội bóng đến từ Việt Nam. Cùng với đó nữa thì bà trưởng đoàn Nam San đang làm tất cả mọi thứ, có thể kể cả tiền bạc để sẵn sàng để lật đổ đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta. Cùng với đó là rất nhiều những cầu thủ tài năng đang được gọi trở về đây. Với những cầu thủ quá tuổi, chất lượng, cùng với đó là một số những cầu thủ dưới độ tuổi U23 đang thi đấu tại nước ngoài thì cũng đã được gọi về đây để tham dự tại giải đấu này. Điều đó cho thấy rằng họ không hề coi cái giải đấu này là một giải đấu trẻ hay là giải đấu tầm thường, mà không ít người, các cổ động viên hiện nay đang suy nghĩ tới, mà thực tế là SEA Games 31 này Thái Lan đang cực kỳ đặt quyết tâm là làm mọi cách để giành được ngôi vô địch. Bởi trước đây thì dường như họ chưa bao giờ phải nghĩ đến cái điều này, bởi họ cho rằng là kể cả thi đấu với những nước cầu thủ trẻ thôi thì U23 Thái Lan hoàn toàn dễ dàng để có thể có được tấm huy chương vàng SEA Games. Thế nhưng giờ đây, sau khi đội bóng Việt Nam trong những ngày tháng vừa qua dưới thời của thầy Park, họ đang cực kỳ cảm thấy khó chịu và cay cú, sẵn sàng sẽ lèn lên ngồi. Và với đội tuyển U23 Việt Nam chúng ta hiện nay thì hy vọng rằng Tiến Linh có thể là cậu ấy sẽ sớm bị phục chấn thương và sớm trở lại thôi. Còn hiện nay thì đương nhiên chúng ta cũng không thể thay thế được nhiều cầu thủ khác được. Và thầy Park đương nhiên vẫn đang mong chờ bạn Tiến Linh. Và thứ hai nữa là những cầu thủ trẻ của đội tuyển U23 Việt Nam vẫn chưa đủ để cho thầy Park an tâm. Vì vậy mà Liêm hy vọng có lẽ vẫn sẽ đặt vào Tiến Linh hết trong cái mùa giải năm nay của SEA Games 31 mà thôi. Và trong ngày mai thôi, nếu tình hình lực lượng cũng như là tình hình sức khỏe của Tiến Linh như thế nào thì ban huấn luyện cũng như là huấn luyện viên Pauser sẽ đưa ra những thông tin chính thức. Và liệu rằng Tiến Linh sẽ có phải thay thế bằng một cầu thủ khác như là Phạm Tuấn Hải hay là Văn Toàn hay không, thì chúng ta sẽ cùng chờ xem kết luận cuối cùng của đội ngũ y tế sẽ là như thế nào nhé. Và tới đây thì bản tin của Tuyển Bóng Đá cũng xin được kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những bản tin tiếp theo của Tuyển Bóng Đá.